Em xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay ngày 17 tháng 4 là Lan Rừng Bảo Tú, số điện thoại liên hệ là 0386865005. Nay em tiếp tục lên những cái đơn hàng giá cực kỳ là rẻ cho quý cô chú anh chị mình sưu tầm nhé. Đơn đầu tiên em có 3 cây quý tím xếp cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Đấy là cây bóc từ cây xoài xuống này, một cây này. Hai cây. Và 3 cây, là 3 cây về mình trồng một chậu đẹp luôn nha, 3 cây trồng một chậu đẹp luôn. 3 cây 100 nha, mã số 1. Mã số 2. Ở đây có 2 cây quý tím và 1 cây. 2 cây. 3 cây vàng nhạn tháng 4. 3 cây vàng nhạn tháng 4 đang ra rễ non này này. Đang ra rễ non này các bác này. Rồi, mã này cũng 100 nha, mã số 2. Mã số 3 em có 2 chậu hải vân nam. Hai chậu hải vân nam, mã số 3, 100 ngàn, mã số 3. Mã số 4, em có 2 cái bảng quả vàng cam rất là đẹp như vậy nha, 100 ngàn, mã số 4. Mã số 5, cũng là 2 bảng quả vàng cam, mã số 5, 100 ngàn. Mã số 6, em có 1 chậu quế trắng tháng 8, mã số 6, cực kỳ là đẹp này. 3 cây xếp rất là đẹp nha, lá đi này. Lá ngọn đang đi phát, cực kỳ là khỏe, lá cứng nha. Cây ăn nắng 70-80% cơ. Rồi mã này em bán là 250 ngàn, mã số 6. Mã số 7 cũng là quế trắng tháng 8, chậu này có 4 cây, đẹp chưa? 4 cây, cây nào cũng xếp rất là đẹp nha. Cây này xếp rụt rịt luôn này. Đó, cây này xếp rụt rịt luôn. Lá cũng ngắn. 4 cây, xếp rất là đẹp như vậy. Em bán 300 ngàn cho mã số 7. Mã số 8 cũng là quế trắng tháng 8, em ghép cục lũa quế trắng tháng 8, mã số 8. Cái này em bán 120 ngàn, mã số 8. Mã số 9 em có một bảng sắp nguyên một rề nha. Nguyên một rề sắp 4 cây, 100 ngàn, mã số 9. Mã số 10 em có 2 chậu kiếm, 2 chậu kiếm vàng Tây Ninh, mã số 10. Đều đang đẻ con, chậu này đẻ 2 con luôn này. Cái cây bên kia đẻ 1 con. Rễ nó đang đi rất là khỏe luôn này. Dễ đang đi rất là khỏe luôn nha. Đấy, cây này thì chậu này thì cũng đang đẻ 2 con. Đang đẻ 2 con. Đó. Em bán là 100 ngàn cho 2 chậu nha, 100 ngàn. 100 ngàn cho 2 chậu vàng Tây Ninh rất là đẹp. Em có bỏ phân dê. Và giá thể của em là bỏ đậu hun với cả trộn với cả chấu. Đấy. Tiếp theo. Mã 12 là một chậu đùi gà tròn. Đùi gà tròn mã 12, rất là nhiều thân, nhiều mầm như vậy. Chậu này 150 ngàn, mã 12. Mã 13, em có 3 chậu hài vệ nữ. 3 chậu hài vệ nữ, 100 ngàn, mã 13. Mã 14, 3 chậu tổ quạ, mã 14, 100 ngàn, mã 14. Em có cả cái tổ quạ giống nha. Tổ quạ giống, tổ quạ giống em bán là 10 ngàn cho một cây. 10 ngàn cho một cây tổ quạ giống. Trồng một năm là nó sẽ ra được những cái chậu lớn như vậy. Đấy, than căm xe nha các bác, than căm xe về mình trồng lan. Cái này thì đốt cũng rất là tốt này. Trồng lan, mình nói chung là cái giá thể này thì nó rất là nhẹ và cây bám rễ cực kỳ là khỏe tốt nha. Giá thể lâu năm rồi, mình yên tâm mà sử dụng. Nó rất là bền bền hơn than nhãn nhiều nha. Em bán 15 ngàn một ký, mua 10 ký em bao cước. Phân dê ép viên nén này, mình bỏ được cho tất cả các dòng lan nha. Kiếm, hài, tất cả các dòng đơn thân đều được 30 ngàn cho một ký hàng giờ như vậy. Mua 5 ký tặng 1 ký bao cước. Còn lại đóng túi sẵn như vậy nha. Đóng túi sẵn như vậy em bán là 35 ngàn cho một ký. Mua 5 ký tặng 1 ký em bao cước từ 5 ký nha. Rồi ok, cảm ơn các bác rất là nhiều.